Dạ vâng, đầu tiên thì đây là một cái mẫu lắc tay, kiềng tay mà do khách hàng cung cấp cho chúng ta. Và tiếp theo là một cái mẫu nhẫn mà khách hàng cũng cung cấp cho chúng ta và chúng ta sẽ thiết kế theo yêu cầu. Và đây là những cái viên đá với rất là nhiều dòng đá mà LNG đã soạn ra và lựa ra để mà có thể lên một cái lắc tay hoàn hảo và hợp ý của khách hả vậy ha. Thì về cái vấn đề mà đá như thế này, như quý vị thấy là to nhỏ rồi nhiều màu sắc rồi nhiều hình dáng, thì ở một nơi mà có thể là chế tác ra và với chữ lượng thô nhiều dạng đa dạng, thì có thể là cung cấp cho quý vị được những cái sản phẩm mà chúng ta yêu thích mà khó có nơi nào có thể cung cấp được cho chúng ta hả vậy ha. Thì đây là một cái bản thiết kế 3D, sau đó là ra sáp những cái bản thiết kế 3D và ra sáp resin như thế này. Sau khi ra sáp resin như thế này thì chúng ta đúc và làm nguội làm lạnh. Đây là cái giấy đo quang phổ với 61,5% là vàng. Thì như quý vị thường nghe là 610 tức là 61% là vàng, ở đây chúng ta tới 61,5 hả vậy ha. Nhưng mà LNG chỉ tính với giá 61% là vàng thôi. Vì bên phía LNG thì quý anh chị chúng ta đã xem từng ấy video, gần 1.000 video, thì chúng ta cũng có thể thấy là bên phía LNG nếu như mà đo quang phổ ra vàng bị tụt thì LNG tính theo giá vàng bị tụt, còn nếu mà cao hơn á thì LNG vẫn tính bằng giá, vì cái khoản mà chênh lệch đó ví dụ như là tụt xuống thì LNG sẽ bù vô cho khách hàng để mà thanh toán cho bên Kim Hoàng, còn nếu dư thì thôi ha, không có gì hết. Cái đó là nguyên tắc giữa bên LNG với lại bên Kim Hoàng rồi. Và như cái mẫu của chúng ta thì quý vị có thể thấy là ở đây viên đá chủ ở giữa là một viên Sofinel xi lửa thôi vậy ha, rất là đẹp luôn. Xung quanh là garnet xanh nè, toba nè, kyanite nè, tourmaline nè, sapphire và cả ruby. Thì ở một cái chiếc nhẫn và một cái lắc tay như thế này thì quý vị có thể thấy là rất là nhiều những cái dòng đá và với rất là nhiều hình dáng khác nhau, nhưng chúng có một cái cân đối, tức là bên này 4 viên to nhỏ như thế này thì bên kia 4 viên cũng to nhỏ như thế kia, và màu sắc thì đối xứng. Ví dụ như quý vị đang thấy viên màu xanh lá đây là garnet xanh với giác xoàn khá là rực lửa, và kế tiếp là viên xanh dương là kyanite, còn cái viên màu vàng cam kia của chúng ta là tourmaline và hai viên trắng là toba. Với bộ trang sức gồm một kiềng tay và một nhẫn tay với rất là nhiều dòng đá mà hoàn toàn là thiên nhiên và tự nhiên như thế này sẽ tô đậm lên cái món trang sức và nó mang đến một cái đẳng cấp khác biệt là cho người dùng. Về căn bản là chúng ta thấy là ở thị trường thì đá rất là nhiều, nhưng mà để mà phục vụ theo nhu cầu và yếu tố như thế này thì rất là khó hả vậy ha. Và chiếc nhẫn của chúng ta thì như quý vị hồi nãy cũng thấy là 61,3 mươi mấy phần trăm là vàng. Và tiếp theo thì chúng ta đến với một cái chiếc nhẫn nam vàng gold, vàng này hình như 610 hả vậy ha. LNG cũng quên coi luôn cái tờ ban đầu rồi. Và đá chủ của chúng ta là cái viên garnet horolite cực kỳ đỏ và cực kỳ xinh. Hai bên hông là hai viên di công xuất thân từ vùng đất Phan Thiết với màu cam khá là đẹp, khá là xinh. Một chiếc nhẫn nam như thế này thì khi mà quý vị chúng ta cầm bút hay là chúng ta cầm tách cà phê hay là tay cầm điếu thuốc hả vậy ha, cũng đều toát ra một cái vẻ là sang trọng và quý phái cho nam giới. Tiếp theo thì chúng ta đến với một cái mặt dây chuyền nữ, ai lộn em sorry ha. Chút tiếp theo chúng ta đến với một cái mẫu lắc tay. Ở đây thì chúng ta thấy là nền đá thì có hai dòng, một là trắng, hai là cam. Thì lúc đầu thì khách hàng của chúng ta là yêu cầu là trắng hết hả vậy ha, và sau đó thì đổi qua cam. Thì nếu như mà là một nơi khác thì có thể là họ sẽ khó cung cấp cho quý vị, vì căn bản ở đây là những cái viên đá quý vị có thể thấy, dù là màu cam hay màu trắng, đều là giác xoàn rực lửa và rất là sạch luôn. Còn cái việc thiên nhiên thì hoàn toàn là thiên nhiên, chắc chắn 100%. Quý vị thấy là những cái mẫu trang sức của chúng ta nãy giờ ha, bao giám định bất kỳ trung tâm nào trên thế giới này, nếu không phải thiên nhiên đền liền 1 tỷ, cứ một viên đá đền liền 1 tỷ hả vậy ha. Thì ở đây cho thấy rằng là đối với trang sức cao cấp
khi mà quý vị chúng ta có cái niềm đam mê và yêu thích đá thiên nhiên, thì một nơi mà có thể là hỗ trợ quý vị là họ cần có một cái kiến thức về mài giác ok nè, họ cần có một cái số lượng đá thô đa dạng nè, và họ cần phải am hiểu cả trang sức, vì sự kết hợp giữa trang sức và đá nó phải là hoàn hảo cả hai. Đá đẹp, trang sức không đẹp cũng như không, trang sức đẹp, đá không đẹp cũng như không. Và em thấy là cái tình hình chung là quý vị chúng ta chưa có gọi là chọn lựa dữ lắm về cái chất lượng, nên thành ra là ai cũng đeo đá cả. Nhưng mà nói về chất lượng thì đá đẹp và đá xấu thì chỉ có là dân trong nghề nắm rõ nhất thôi vị ha. Và như cái những cái như cái lắc tay này của chúng ta thì quý vị có thể thấy là khi nãy thì LNG có để trong lòng bàn tay và che ánh sáng lọt vào rất là thấp luôn. Như thế nhưng mà không có nghĩa là đá của chúng ta nó cũng bị tối thui luôn hả vị ha. Chỉ cần một chút ánh sáng le lói thôi thì cái viên đá của chúng ta nó cũng có thể nói lên tất cả. Thì ở đây quý vị thấy nè, đó, che lần nữa nè. Quý vị có thể thấy là chỉ cần ánh sáng nhẹ nhẹ thôi là những cái viên đá của chúng ta đã khoe sắc hả vị ha. Và tiếp theo thì chúng ta đến với một cái mặt dây chuyền. Và mặt dây chuyền này thì em chỉ nhớ không lầm, hình như là tái bản lần thứ 2 hay tái bản lần thứ 3 gì đấy. Vẫn rất đẹp ha quý vị ha, vẫn đẹp như ngày nào. Ở trên là viên đá chủ là một viên peridot xuất thân từ vùng đất Gia Lai. Còn ở phía bên dưới là một cái viên toba bảo lộc hàng xanh hoàn toàn là thiên nhiên. Có cái là ảnh hơi nhạt thôi. Thì ở đây quý vị có thể thấy là một cái mặt dây chuyền vàng này vàng như em cũng quên rồi, tại vì em làm xong những cái món trang sức này á. Khi mà Tài á, làm xong những cái món trang sức này á, thì Tài phải khai vận để nhằm mang đến cái may mắn sớm nhất và tuyệt vời nhất cho khách hàng người dùng phong thủy. Thì ở đây quý vị thấy là cái nền xanh lam và cái nền xanh lá, thì rõ ràng là khách hàng của chúng ta là mệnh mộc rồi, vì ở đây có tương sinh và cả tương hợp. Màu xanh lá là tương hợp với mệnh mộc, và màu tinh dương là tương sinh cho mệnh mộc. Thì khách hàng mà mệnh mộc chúng ta đặt cái mặt dây chuyền này xài thì quá ok luôn, có cả tương sinh và tương hợp quý vị nhé. Tiếp theo thì chúng ta đến với một cái chiếc nhẫn nam vàng gold, đá chủ là một viên di công. Viên di công này thì em di cũng nói thẳng luôn là màu hơi nhạt, màu hơi nhạt, nhưng mà có vẻ rằng là anh trai của chúng ta thích cái màu sắc này. Và tuy rằng là cái viên đá nó hơi nhạt, nhưng mà quý vị có thể so sánh giữa đá và cái nền vàng thì chúng ta có thể thấy là đá vẫn nổi trội hơn hả vị ha, vẫn rất là đẹp luôn. Tiếp đến thì chúng ta đến với một cái mặt dây chuyền của một bạn nữ không phải ở Việt Nam chúng ta, ở nước ngoài, nhưng mà đã xem kênh và cũng yêu thích và ủng hộ MG vì có niềm đam mê với đá. Thì trước mắt chúng ta đây là một cái viên đá sapphire Phan Thiết được mài tròn, và như quý vị thấy thì cái màu sắc này nó ít có trên thị trường, vì màu sắc này nó là một cái sự kết hợp giữa màu xanh lá và màu xanh dương. Khi mà màu xanh lá nó quá nhiều và màu xanh dương nó ít á, thì nó sẽ ra được cái màu xanh y như là cái cổ của con ngang ấy. Thì cái dòng sapphire Phan Thiết nó sẽ cho lên được cái nền nền màu như thế này hả vậy ha. Và một cái mặt dây chuyền vàng trắng khá là đẹp, khá là xinh cho em gái ở nước ngoài luôn. Và tiếp theo thì chúng ta đến với một cái mẫu nhẫn nam với đá chủ là viên peridot xuất thân từ vùng đất Gia Lai, cũng hoàn toàn là thiên nhiên và tự nhiên. Xung quanh của cái chiếc nhẫn này, xung quanh của viên đá chủ peridot chúng ta là những cái viên garnet xanh. Quên nói nữa đến quý vị rằng là cái mặt dây chuyền nãy ha, từ đầu đến cuối video chúng ta tất cả đều là đá thiên nhiên cả. Thì đây là một cái chiếc nhẫn nam bằng gold, nhưng mà anh trai có vẻ là đổi mẫu do chúng ta đúc lẹ quá, thành ra là cái mẫu này sẽ được sang lại hả vậy ha. Và LNG sẽ thay vào đó một cái viên khác, chẳng hạn như là peridot hoặc là garnet horolite cho quý vị, để mà chúng ta có nhu cầu trang sức liền á thì chúng ta sẽ có hả vậy ha.
Rồi thì Angie xin chào và hẹn gặp lại quý vị những cái món trang sức thật là đẹp, và Angie sẽ không nói nhiều như thế này nữa ạ.